do là nhiễm corona. Nhưng báo đài đang chĩa cái mũi dao vào việc là vì bé bị nhiễm nên bé mới tử vong. Nhưng thực ra khi mà đọc rõ sự tình ấy, thì là do bệnh viện không chịu cứu chữa bé. Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay lại nói chuyện cái việc mà tuần vừa rồi bé nhà mình bị nhiễm tiêu chảy cấp do virus, phải đi khám. Không những đi khám mà còn phải truyền nước, sau đó sáng hôm sau phải gọi xe cấp cứu nữa. Nói chung là câu chuyện nó rất là nó đến rất là nhanh, rất là bất ngờ. Và bé nhà mình đã khỏi rồi, nói chung là cũng hồi phục rồi. Và tiếp theo là bé thứ hai cũng bị lây và triệu chứng cũng tương tự như vậy. Thì mình cũng kể lại cái quá trình đi khám và các loại thuốc để cho các bạn có thêm một cái số thông tin. Nếu mà con có triệu chứng như vậy thì đưa con đi khám nhé. Thì ở Nhật nó có 3 cái loại virus gây tiêu chảy khá là phổ biến. Đó là rotavirus, norovirus và adenovirus. Thì con norovirus và con rotavirus thì nó lại phổ biến vào mùa thu và mùa đông cơ. Nhưng mà gần đây sang tháng 4 là sang mùa hè thì khả năng cao nó lại là con adenovirus. Thì ngay cả trong những cái phiếu khám của em bé nhà mình khi mà đưa con đến viện ấy, thì người ta cũng có một cái tờ, nói chung là ghi các loại bệnh, những cái loại virus mà có khả năng gây bệnh cao với tần số nhiều ở trẻ em ấy. Thì do là vào thứ bảy cho nên là không xét nghiệm được, mà chỉ gọi là xét nghiệm tí máu lâm sàng để xem có nguy hiểm gì đến tính mạng để truyền nước thôi. Thì đặc điểm của con adenovirus này, nếu mà nó gây tiêu chảy thì nó ủ bệnh rất là lâu. Nó ủ bệnh lâu hơn con norovirus và con rotavirus. Nó ủ bệnh đâu 1 tuần. Thì mình cũng để ý là bé nhà mình có dấu hiệu là chán ăn. Nó không thích ăn thịt nhiều, nó chỉ ăn rau và ăn cơm thôi. Sau đó thì nó ăn rất là ít, nó kiểu như thất thường ấy. Và tự nhiên là nó đi vệ sinh khá là tốt rồi, nhưng mà tự nhiên có những buổi mà nó hay ị ra quần. Tuy nó chưa phải là tiêu chảy, nhưng mà nó ị ra quần kiểu như nó không cầm được ấy. Thì lúc đó mình nhớ là cái tuần đó mình rất là cáu với con, tại vì nó liên tục nó ị ra quần. Mà mình đã nói đi nói lại là ị phải vào nhà vệ sinh rồi. Chắc là cái tuần đó là cái tuần ủ bệnh của con nhưng mình lại không biết. Thì đến tuần tiếp theo khi mình đưa nó đi chơi ấy, thì nó vẫn khá là bình thường, nhưng mà nó hay kêu lạnh. Thì đến cái thời điểm nó phát bệnh là buổi sáng hôm đấy nó ăn xong thì nó nôn. Nó không phải là chớ bình thường, 3 tuổi rồi đấy nhá. Mà nó nôn vòi rồng ấy, nó nôn hết cái lượng thức ăn nó vừa ăn vào. Và nó lại nôn hết cả dịch của nó nữa. Lúc đó mình thật sự là mình ngốc quá. Mình không tìm hiểu gì hết, mình nghĩ là nó chỉ bị buồn nôn xíu thôi thì nó nôn thôi. Thế là bố nó lại thấy là nó nôn hết thì lại cần phải cho nó ăn bụng để nó bù lại cái chỗ nó vừa nôn, lại cho nó ăn tiếp. Mà đúng nó vừa nôn xong, dù ăn một thìa thôi, nó lại nôn tiếp, mà nó nôn hết cái dịch của nó luôn, nó sẽ gây mất nước. Mà mất nước lại bù nước ngay sau thời điểm đó sẽ làm nó nôn tiếp, nó làm mất nước trầm trọng hơn. Đó là cái sai lầm mình mắc phải khi chăm bé nhà mình. May là cái bé thứ hai nhà mình còn đang bú mẹ, thì lúc đấy là nhường cho chị. Nó nôn xong được khoảng nửa tiếng hơn thì bắt đầu nó bị, để nó mất nước mà nó bắt đầu thấy khô người, nó khô cổ họng mà. Thì nó đè mẹ ra, nó đòi ti mẹ. Ti mẹ chắc được khoảng 100cc đấy, thì nó dịu đi, nó không nôn nữa. Thế là cũng hứa cho nó đi chơi thủy cung, nên là cũng cố kiết là đưa đến thủy cung để chơi. Thì nó vẫn rất là khỏe, nó vẫn chưa có biểu hiện gì nhiều lắm. Thế tự nhiên là đến bữa trưa thì cảm giác là nó không ăn gì, sợ nó đói, sợ nó mất nước. Thế mua cho nó một cái túi Jerry khoảng độ 200cc. Thì tất nhiên là bình thường cái sức ăn của nó rất là nhiều, nên là 200cc đấy không là gì cả. Nó uống một hơi một phát hết 200cc đấy. Thì độ khoảng nửa tiếng sau cho lên taxi để đi ra ga. Thì lên taxi cộng thêm cái việc nó say xe hoặc là do uống cái đó vào người nhiều quá, nó nôn hết trên xe. Ôi may quá mình có cái mũ của mình đeo, mình hứng hết vào mũ của mẹ. Xong rồi xin ông taxi được cái khăn xuống giữa đường để đổ chỗ nó nôn đi. Tức là nó ăn được 200, nó phải nôn 300 mất thôi. Tức là nôn hết cả dịch ở trong người nó. Thì bắt đầu nó có dấu hiệu lả đi rồi. Lúc đấy là không dám cho nó ăn cái gì nữa. Nhưng mà nó nhìn kiểu như nó lả, nó kiệt đi ấy. Thì nó cứ kêu nó buồn ngủ. Thực ra nó không phải nó buồn ngủ đâu. Một phần là nó buồn ngủ thật, một phần là nó mất đường, mất điện giải ở trong người. Thế là lên tàu mình đành phải cho nó ra, cho nó ti mẹ một tí, để nó gọi là cầm cự ấy. Thì về đến nhà thấy nó cả một ngày nó nôn nhiều như thế, thì là mới thử cho nó uống một tí súp, súp ngô, súp bí ngô, pha tí sữa vào. Pha có từng này thôi nhá, không nhiều đâu, mình nghĩ chỉ được khoảng 50cc thôi. Mà xong lại nôn hết, không còn một cái gì luôn.
Ôi trời ơi, thế là 3 lần hay 4 lần. Xong lại, xong vẫn không, nói chung là vẫn không nhận ra sai lầm. Thấy nó vừa nôn xong một cái tưởng nó mất nước, thì lại cố gắng là đợi nó khoảng 10 phút, lại cho thêm một cái lượng nữa, nó lại nôn tiếp 5 lần, thế là 5 lần rồi. Sáng nôn 2 lần, trưa 1 lần, chiều 1 lần, sau đó lại 1 lần nữa là 5 lần. Lần này thì đúng là không thể đùa nữa rồi. Nó bắt đầu có dấu hiệu nó lịm đi, mà nó lại không hề đi ngoài. Thế là bắt đầu mới gọi đến bệnh viện. May thay là thứ bảy 4 giờ chiều, bệnh viện còn độ 1 tiếng nữa là đóng cửa. Đến nơi một cái là bác sĩ xem qua tình hình, xem nhìn cái sắc mặt với lại đo nhịp tim, nhịp phổi của nó ấy, thấy hơi nguy hiểm là bác sĩ cho truyền luôn. Truyền xong được khoảng 100 cc, bác sĩ có đo thử cái nồng độ gọi là cái tồn tại, tức là cái đó xuất hiện rất là nhiều khi mà bị mất nước, làm cho nồng độ máu bị đặc, đại khái là một cái dạng bị nhiễm độc ấy, do máu đặc quá không có nước mà, thì nó rất là cao. Truyền được 100 cc rồi nó vẫn cao như vậy, 1800, thế lại truyền thêm nữa thành 150 thì nó đỡ. Ông bác sĩ kiểu như là ông cũng vội vội về đấy sao, hết giờ làm việc rồi, ông cũng không dặn kỹ mà cũng tại mình không hỏi kỹ. Ông bảo là đảm bảo là truyền nước xong nó khỏe, nó ăn bình thường thì nó đói cứ cho nó ăn, còn nếu nó nôn tiếp thì lại phải đi khám tiếp. Được khoảng nửa tiếng sau nó khỏe như một đứa trẻ bình thường. Hết đau chưa? À đau rồi. Mẹ ơi đau không? Con bị đau á. Cháu biết ta là nani sửa nữa. Ốc ta là nani sửa nữa. Ô, từ một đứa đang kiểu như ngất lịm đi, xong lại nó khỏe như không bình thường, nó lại cãi mẹ nhem nhẻm ra, xong thì nó lại đòi uống nước táo, uống nước điện giải, xong đến bữa ăn lại đòi ăn thịt, đòi ăn cơm, đòi ăn canh miso, cái gì nó cũng đòi ăn. Thì cũng cho nó ăn, nghĩ là nó đỡ rồi. Ôi rồi ăn xong 7 rưỡi 8 giờ về đến nhà, nó nôn không sót một cái gì luôn. Ông vẫn còn không nhận ra sai lầm. Nó nôn xong thì lại cố gắng là pha tí súp cho nó uống, nó lại nôn tiếp một lần nữa. Ôi chao, sao nó nôn thế thành 7 lần rồi. Nôn thế làm gì còn cái gì trong người nữa, nó nôn nhiều hơn so với cái lượng nước nó đưa vào người. Thế là hai vợ chồng nửa đêm bây giờ cũng không thể nào làm được cái gì nữa, mà gọi cấp cứu bây giờ cũng rất là khó, như các bạn thời corona này rất là khó luôn. Thế là hôm đó là mình tách bé An ra để cho nó uống sữa bột thôi, hoàn toàn. Còn cái phần sữa còn lại, phần sữa mẹ còn lại là mình cho Mây uống hết. Tức là Mây ti mẹ cả đêm luôn. Mình một đêm liền mình như một con bò sữa luôn. Mình nuôi nó bằng sữa mẹ, giờ nó 3 tháng, 3 tuổi, 4 tháng rồi nó vẫn còn uống sữa mẹ. Nó không bú thường xuyên, tức là khi nó ốm mình mới cho nó thôi. Thế là Mây là cầm cự đến sáng, thấy nó đỡ đỡ rồi. Thì bảo là, ừ thì thôi cho thử một tí thôi. Lần này thì một tí thật thôi. À không phải một tí đâu, một tí súp, 50 cc súp. Xong nó lại đòi ăn sữa chua, thì nghĩ là sữa chua tốt là tiêu hóa, thì là mới cho thêm tí sữa chua nữa. Nó nôn hết cả một chậu luôn. Trời đất ơi, mình thấy mình quá là ngu ngốc luôn. Thì là gọi cấp cứu, tại vì nó lại đi rồi. Cả một đêm nó đã không được ăn cái gì rồi, xong nó vừa uống được tí sữa vào người, tí sữa chua vào người nó lại nôn hết. Thế thì nó còn cái gì nữa, và nó lại còn mạnh hơn cả hôm qua. Thế gọi xe cấp cứu đến, họ đến ngay sau khoảng hơn 5 phút. Thì đến đưa lên xe thì có đo cái nồng độ oxy này, xem họng, rồi thì hỏi tình hình bệnh tật. Bác sĩ ở trên trên xe cấp cứu ấy, gọi điện đến các bệnh viện để chờ tiếp nhận nó. Thì người ta hỏi nó có sốt hay không, nhưng nó không bị sốt, nó chỉ sốt khoảng 37 độ 1 thôi, nó không sốt cao. Đặc điểm của bệnh adenovirus này là không sốt cao, nó sốt chấm chấm, cùng lắm là 37,4 độ là cao nhất rồi, chứ nó không sốt hẳn 38 độ. Chứ bình thường con này mà mắc bệnh truyền nhiễm thông thường nó phải lên 39, 40 độ cơ. Có một vấn đề khác đó là vì bố mẹ chưa tiêm, cả nhà mình, cả ông nhà ông bà mình không ai tiêm cả. Vì bố mẹ chưa tiêm cho nên là không tiếp nhận nó. Mình thấy thực sự là quá đáng luôn ấy. Bây giờ mọi người biết là tiêm hay không tiêm thì đều nhiễm và đều lây bệnh cho nhau rồi. Mà bây giờ đang tình hình cấp cứu như thế, không không tiếp nhận con mình, mặc dù nhà mình không ai sốt cả. Không ai có biểu hiện ho sốt hay nước mũi gì cả. Xong thì bác sĩ bảo là thôi thì tình hình của nó cũng chưa đến nỗi là nguy hiểm, tại vì nó vẫn đang tỉnh táo, nó vẫn đang phản ứng, vẫn kiểu đang ò e khóc lóc ấy. Thì ông bảo là thôi thì mày cố gắng đợi đến 9 giờ, bây giờ mới là 8 rưỡi. Thì ngày lễ, đúng là tuần nghỉ lễ lịch đỏ nữa chứ. Thì mày tra cái từ Sonica thô bằng, tức là các phòng khám nhi khoa
thay phiên nhau mở cửa vào dịp nghỉ lễ ấy. Ôi rồi đến nơi thì đông kinh khủng luôn, đứa nào cũng cầm một cái chậu, một cái ca nhỏ này để hứng để chờ nôn, đứa thì lờ đờ, đứa thì khóc lóc, còn mỗi Mây nhà mình là lịm đi nhất. Đúng thật là con mà nó mới ốm nó còn quấy còn không lo, chứ còn nếu nó lịm đi rồi mới lo, nó lịm đi gọi nó không phản ứng nữa. Nghĩ lại thì cũng rất là hú hồn, nhưng mà yên tâm là ngồi đến trước cửa bệnh viện rồi thì không thể để con mình về trong tình trạng như thế được. Thế là vào bác sĩ mới nắn mụn cho nó thì thấy là ruột nó không cử động. Bác sĩ bảo là ruột của nó bây giờ nó bị cứng lại rồi, nó không hoạt động, cho nên là nó không đẩy được cái phân thải từ mấy ngày trước ra, bắt buộc là nó sẽ nôn hết, nên ăn vào cái gì nó sẽ nôn hết. Thế bác sĩ chỉ định là cho thông đít, tức là cho cái họ bơm cái gì vào hậu môn của con bé ấy, bơm để cho ruột nó hoạt động trở lại. Thì bơm xong có chưa đến 5 phút sau hay 10 phút gì đấy, nó đã buồn ị rồi. Nó ị ngay ra biển, một bé rất là to, thối nữa chứ. Thì đem cho bác xem thì hai bé nhà mình đều nhiễm bệnh giống nhau, cho nên là khi mà nhìn phân ý, thì giống hệt nhau thật. Thì chắc là bác sĩ nhìn hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ rồi, người ta không xét nghiệm nhưng người ta nhìn và đoán triệu chứng, người ta biết là bị viêm ruột do virus. Và thời điểm này thì khả năng cao là adenovirus. Thì bác sĩ mới thông cho nó xong thì bắt đầu kiểu như là nó thải được một cái lượng độc ở trong người do không đi ngoài được ấy. Nó lại tỉnh táo hơn, mặc dù nó vẫn bị mất nước nhá. Khám xong thì y tá lần này dặn rất là kỹ, hỏi là hết chiều hôm qua chúng mày đi truyền nước về xong chúng mày cho nó ăn cái gì. Thì mình mới kể là truyền nước xong nó khỏe lắm bác sĩ ạ, nó ăn cơm, nó uống nước hoa quả, ăn súp, ăn sữa chua. Và bảo là thế là toi công cái chai nước truyền rồi đấy, mất công đi truyền nước cuối cùng về coi như là công cốc luôn đấy, vì chúng mày chăm sai. Bây giờ đã mất công thông đít cho nó để nó ị được rồi, bây giờ là phải để cho nó ị hết bằng đường dưới, không cho nó nôn đường trên nữa, để con phục hồi nhanh. Khi mà viêm ruột do virus ấy, là phải để nó đi ngoài, nó thải hết cái chất độc trong người ra. Bây giờ nếu cầm tiêu chảy là nó sẽ quẹt lên đường trên, là đi ngoài được là một dấu hiệu tốt chứ không phải là dấu hiệu xấu của căn bệnh này. Nó đi ngoài thì mình lại bù nước bằng đường trên, xong lại trôi lên đường dưới, còn hơn là nó không đi ngoài được, bù nước nó lại nôn đường trên, còn nguy hiểm hơn. Chưa kể là có cái rủi ro là nó lọt vào đường thở gây nguy hiểm nữa. Thì bà ấy bảo là cái ngày hôm nay về chắc chắn nó sẽ đòi ăn, nó sẽ đòi uống rất là nhiều, nhưng mà chỉ cho nó một tí ti, một là nước trà, hai là nước điện giải, không sữa chua, không bánh kẹo gì hết, không thịt thà. Bây giờ là buổi sáng thì đến chiều tối nó sẽ đòi ăn, nhưng mà chỉ cho nó ăn những thứ như là cháo, súp, rồi thì khoai lang, thịt với lại hoa quả, sữa chua là thôi hết đi, để ngày hôm sau nữa cho nó ăn. Không dám cho nó ăn, nó đòi, nó khóc lóc, cũng chỉ dám nịnh nó là thôi con đói thì mẹ cho con ti để con đi ngủ. Cũng vì một phần nó đói quá ấy, cho nên là nó cũng lịm đi, tại vì nó không có đủ đường mà. Nên là mình cũng cho nó nước điện giải, cộng thêm việc nó ti mẹ để nó cầm cự một cái ngày hôm đó. Thì sang ngày hôm sau là cho ăn toàn súp bí ngô nấu với khoai lang, cà rốt. Mình hay có kiểu là nấu nước đà xi xong thì cho cà rốt, khoai lang, bí ngô, ba cái loại đấy nó có vị ngọt và vị đậm của rau củ, cộng thêm cái nước đà xi, nghiền nó ra xong thành cho vào những cái hũ để tủ đông đá ấy. Khi nào mà con nó đói hoặc con nó bị ốm ấy, thì chỉ cần giải đông một cái xong pha thêm một tí sữa vào hoặc một tí bột ngô thành cái súp rất là ngon và rất là bổ. Thì nó rất thích cái đấy, may nó thích cái đấy và nó lại không hề có những cái chất gì khó tiêu cả. Cả một ngày hôm sau nó chỉ ăn mỗi cái đấy thôi. Thế rồi nó đỡ dần, bắt đầu mới dám cho nó ăn thêm mì udon. Rồi thì còn theo dõi tình hình, sau 30 phút sau nó có bị nôn không. May mắn là nó không nôn nữa và nó đi ngoài được. Gần một tuần rồi đấy là nó đỡ rồi, nó ăn uống bình thường và nó đi ị bình thường như một đứa trẻ khác. Đấy là cách nhà mình đã chăm sai à, bác sĩ người ta dạy mình để mình sửa sai như thế. Với bé thứ hai thì bắt đầu nó lây của đứa chị và nó phát bệnh cũng chậm hơn nữa. Nó nôn cũng nôn vòi rồng luôn, nôn một phát liền hai phát, đang ăn dặm rất là bình thường, bú sữa rất là bình thường, một lần 150cc cộng với ăn dặm chả làm sao, mà không hiểu sao bú được có 50-70cc đã nôn hết không còn một cái gì. Ban đầu cũng suýt đi ở vết xe đổ của đứa chị, nó ăn xong sợ nó ăn thiếu lại định bù cho thêm, nhưng mà giờ biết rồi, trước nó ăn 1000cc, bây giờ mình chỉ giảm còn khoảng 600-700 thôi, phải chia nhỏ ra, mỗi lần chỉ dám cho ăn 70. Xong rồi thấy tình hình nó không nôn, lại cho ăn thêm 70cc nữa. Và ăn dặm thì suốt một tuần nay mình đã thử rồi. Thử ăn bằng cháo không, ăn bằng súp, rồi thì cho ít lắm, cho có đâu được có 30g. Bình thường là ăn gần 100 không?
Bây giờ ăn có 30 lại còn bớt sữa đi nữa. Mà ăn thế nó vẫn nôn. Đến tận hôm nay được một tuần rồi đấy thì bắt đầu nó mới đỡ rồi. Bắt đầu mình tém tém cho nó thêm một tí đồ ăn dặm để nó đỡ nhớ cái vị đồ ăn dặm thôi. Nhưng mà cũng gọi là hú hồn đấy. Cả hai đứa đều có triệu chứng như nhau. Đó là chán ăn, thuốc sổ mũi nhẹ thôi. Sốt nhẹ, đứa nào cũng sốt 31 đến 37,1 đến 37,4 độ. Không đứa nào sốt cao cả. Và ủ bệnh thì rõ là dài. Hy vọng là mẹ nào đưa con đi khám mà thấy có những triệu chứng tương tự ấy, mà bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột do virus, thì cũng về chăm theo cái hướng là bù nước. Nhưng mà bù từ từ thôi, đừng có ham cho con ăn nhiều nhá. Sau một tuần này con sẽ gầy rất là nhanh. Nuôi nó cả năm trời nó mới lên được một cái tí thịt bắp tay. Ốm một tuần cái là nó còi dơ xương luôn ấy. Xong bây giờ lại phải ăn để bù lại cái phần nó bị mất ấy. Nó lại ăn rất khỏe. Đang bị ốm là đừng nên tham dinh dưỡng của con. Hãy chủ yếu là bù điện giải. Bù điện giải là cái quan trọng nhất. Mất điện giải là nguy hiểm tính mạng lắm. Nếu mà nói là bác sĩ kê thuốc gì thì thực ra là cũng có hai loại thuốc. Một là cái thuốc chống nôn. Thuốc chống nôn lại nhét vào đường hậu môn ấy, chứ không phải là cái thuốc đừng uống đâu. Thuốc chống nôn hai cái viên đó bác sĩ dặn là cắt 1/3 vứt đi, còn cái phần nhọn thì lắp vào mông của nó. Nhưng mà trường hợp là nó nôn nhiều quá tới mức mất nước mà không gọi đến bệnh viện được thì mới dùng cái đấy. Và phải cách ít nhất là 6 đến 8 tiếng và chỉ cho mình có hai viên thôi, không cho nhiều tại vì chắc là nó có nhiều tác dụng phụ với sao ấy. Còn ngoài ra thì cho thêm cái men tiêu hóa, cái men có cái khuẩn gì làm tốt cho đường ruột ấy. Cái khuẩn này không phải là để cầm tiêu chảy các bạn nhé. Nhiều bạn nhận thuốc về hiểu lầm là uống cái thuốc này để con hết tiêu chảy, không phải đâu. Nó vẫn tiêu chảy bình thường. Bao giờ nó thải hết virus thì nó hết tiêu chảy thôi. Chẳng qua là thêm cái khuẩn này để nó giúp nó tiêu thụ, hấp thụ thức ăn tốt hơn, ruột nó cử động tốt hơn gì đấy mình không biết. Nên là uống vào mà cảm thấy hiệu quả của nó cũng không biết không thấy hiệu quả lắm. Vẫn được uống thôi tại vì nó cũng vô hại mà. Nhưng mà không cần phải ép con quá đâu. Nên mẹ nào mà đưa con đi khám thì đừng có hồi hộp xin bác sĩ là phải cầm tiêu chảy cho con nhé. Cái cầm tiêu chảy rất là nguy hiểm. Có trường hợp mà có thuốc cầm tiêu chảy đấy, nhưng mà nó hiếm lắm. Đa phần là virus là không được cầm. Và thực ra là những cái thuốc để cầm tiêu chảy để làm cho bệnh nó lâu khỏe hơn, vì bác sĩ có nói là nó làm cho ứ cái virus ở trong ruột ấy, nó không thải được ra ngoài ấy mà. Thì con adenovirus này nó hay lây từ những cái loại như là thịt cá trứng mà nấu chưa kỹ hoặc là nguồn nước. Các mẹ cũng không phải cần trách bản thân là tại mình cho con ăn dặm quá sớm vào tháng này làm cho nó bị nhiễm tiêu chảy đâu. Cái đó là không thể tránh khỏi được. Kể cả con bạn không ăn đi chăng nữa nhưng mà bạn đang nấu cơm, rồi thì tay bạn sờ vào nước và sờ vào thịt sống các thứ mà mình rửa vô tình nó có những cái nước bắn vào tay mình nó không sạch được ấy. Xong mình lại sờ bình sữa của con hoặc là sờ vào những cái đồ chơi mà con nó sẽ gặm vào mồm thì nó sẽ lây qua những cái đường đấy. Chứ không nhất thiết phải là mình nấu cá cho con ăn mà con vi khuẩn nó không chết, nó lại chui vào bụng con đâu. Không nhất thiết phải là như thế, không cần phải trách bản thân. Còn vào mùa đông thì chắc là có cái con noro với con rotavirus thì nó đi ngoài dữ dội hơn nhiều. Nó bé nhà mình một lần mắc một con, không biết là con gì, nhưng chắc là một trong hai con đấy vì nó là vào mùa đông. Nó đi ngoài có thể là mấy mấy lần một ngày chứ không phải là một vài lần một ngày như thế này. Chắc là bé nhà mình, bé thứ hai nhà mình đợt tới cũng có thể sẽ bị nhiễm cái bệnh như thế. Tại vì trẻ con dưới 2 tuổi nhiễm nhiều bệnh lắm, cũng không có gì bất ngờ cả. Nhưng mà mình sợ nhất là cái mất nước khi nó nôn nhiều quá, nôn đột ngột. Mất nước kiểu như nó lả gọi, nó không có phản ứng ấy các bạn. Nên là khi đi khám bác sĩ thấy con mình còn đang quấy khóc là bác sĩ vẫn rất là thờ ơ. Tại vì sao? Nó còn quấy khóc được, tức là nó vẫn còn sức, nó vẫn còn chỉ số sinh tồn rất là cao thì mới quấy khóc được. Nhưng cũng phải cẩn thận vì cái thời corona này chỉ cần mẹ bị sốt hoặc là mẹ xét nghiệm dương tính là người ta sẽ đuổi con về, không chữa trị cho con đâu. Điển hình là cái vụ tháng 3 vừa rồi đấy, một bé 10 tháng tuổi bị tử vong do là nhiễm corona. Nhưng báo đài đang chĩa cái mũi dao vào việc là vì bé bị nhiễm nên bé mới tử vong. Nhưng thực ra khi mà đọc rõ sự tình ấy thì là do bệnh viện không chịu cứu chữa bé. Đã 3 lần đến bệnh viện mà đều bị đuổi về, bị từ chối hoàn toàn, không một lần cứu chữa cho bé, các bạn biết không? Giả sử cái bệnh tiêu chảy nó đơn giản như thế, nó không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà nếu mây nhà mình mà không được chuyển nước kịp thời thì cũng có thể tử vong. Tại vì nó sẽ tử vong vì mất nước chứ không phải tử vong vì con virus đấy. Nên cái việc cứu chữa kịp thời là rất là quan trọng. Cho nên bây giờ thực sự là chồng mình dù có bị sốt thì cũng tự cách ly thôi, chứ cũng thực ra là không gọi điện Hoken Center nữa. Hoken Center là một cái nơi mà kiểu như là cũng không phải là bác sĩ đâu, cũng chỉ là người làm tổng đài bình thường thôi. Người ta cứ nhìn triệu chứng là người ta từ chối khám luôn à.
Bây giờ con bị làm sao mà thấy sắc mặt xấu, bế thẳng đến bệnh viện luôn, ngồi ăn vạ đến khi nào nó chữa cho con mình thì thôi. Nếu mà nó khóc thì không sao, nhưng mà nếu mà nó kiểu như là nó khò khè, kiểu khó thở, sắc mặt xấu đi, gọi nó không có phản ứng ấy, là phải ăn vạ đến khi nào người ta chữa cho con mình thì thôi. Với trẻ con, trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi cần phải điều trị đặc biệt, cần phải có cái biện pháp ứng phó khác so với người lớn thì người ta lại phớt lờ. Bây giờ đẻ mãi được đứa con mà bế nó đi khắp nơi, đuổi về hôm nay thứ bảy không khám, thực sự là quá đáng đấy. Mình thấy may mắn là hai bé nhà mình vừa rồi mà bị sổ mũi các thứ, chớm sốt các thứ, đến hai cái viện tai mũi họng và viện nhi gần nhà ấy, người ta đều không từ chối khám. Thay vì người ta xét nghiệm ngay cái con COVID ấy, thì người ta lại xét nghiệm những bệnh nguy hiểm hơn là cái con RS. Ông bác sĩ nói thẳng luôn, cái con RS virus nó nguy hiểm hơn là con COVID, nên là không xét nghiệm COVID cho bé nhà mình luôn. Mặc dù triệu chứng bé nhà mình nếu gọi điện lên bên Hồ Kên Center kiểu gì nó cũng đè ra xét nghiệm COVID trước cho mà xem. Đi khám tai mũi họng cũng thế, chẩn đoán lâm sàng thấy bé vẫn bình thường, không sao hết, về nhà chăm sóc bình thường. Bây giờ cái chuyện sốt nó như cơm bữa luôn ý chứ. Vừa rồi mình cũng bị sốt 38,5 độ. Nếu như mình gọi điện đến bên tổng đài kiểu gì nó cũng đối xử với mình như một con bệnh bị hắt hủi, xong thì bây giờ con mình bị ốm đi đâu nó không cứu cho mà xem. Nên là mình bị sốt là mình không gặp ai hết, mình tự cách ly đủ 10 ngày xong thôi, hạ sốt thì thôi. Sau khi mình bị sốt, mình có thông báo nhà trường là mình có sốt, họ bắt mình là đi xét nghiệm. Nếu mà xét nghiệm dương tính, hết sốt xong, con bé lớn phải nghỉ 10 ngày. Nếu âm tính thì con bé lớn sẽ được đi học sau 3 ngày. Còn nếu không xét nghiệm thì con bé lớn cũng sẽ phải nghỉ 10 ngày. Thế là mình chọn con đường không xét nghiệm. Tại vì đi đâu người ta cũng bảo là kín chỗ, người ta bắt mình phải gọi lên bên Hồ Kên Center để khám tập trung ấy. Mà mình bây giờ mình không, thực sự là mình không tin tưởng mấy chỗ đấy nữa rồi. Họ làm ăn theo kiểu như là giờ ưng ương á. Còn với mẹ nào mà kể cả đã thế này rồi hay là không thế này chăng nữa, mà khi có con nhỏ mà bị ốm sốt theo kiểu như là như người nói trong tình trạng nguy hiểm không phản ứng ấy, thì các bạn phải bế con đi ăn vạ đến khi nào người ta chữa cho con mình thì thôi, hoặc là xét nghiệm xem con mình bị làm sao. Đừng để như cái bé 10 tháng vừa rồi, tội nghiệp lắm. Xong bây giờ người ta đã đổ hết tội cho mẹ, đổ hết tội cho bố, là bố lây cho con. Đấy, thực tế là không một bác sĩ nào chịu cứu em bé đó, không một bác sĩ nào chịu truyền nước, không một bác sĩ nào chịu xét nghiệm cho em bé đó. Mà có 3 cơ hội em bé đến viện rồi lại bị đuổi về. Nên là cái đó là một cái rất là ân hận. Mình nghĩ là bác sĩ là người phải ân hận, chứ không phải là đổ tội cho cha mẹ được. Từ cái chuyện con mình ốm nó thành lan man quá. Hẹn các bạn ở buổi nói chuyện tiếp theo. Bye bye.